Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sân bay Cam Ranh bắt tay với sân bay Changi của Singapore. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe. Bất động sản mang thương hiệu Trương đều bị mất giá. Thành phố Hồ Chí Minh sắp chi hơn 6.000 tỷ đồng đầu tư hai tuyến đường cửa ngõ Tây Bắc. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Sân bay quốc tế Cam Ranh sẽ ứng dụng công nghệ check-in hoàn VAT tự động trong vài năm tới như Changi Airport Singapore, sân bay nhộn nhịp thứ 7 thế giới. Đây là nội dung hợp đồng quản lý kinh doanh dịch vụ phi hàng không và phát triển đường bay quốc tế được ký giữa công ty cổ phần nhà ga quốc tế Cam Ranh CRTC và Changi Airport International CAI bên lề Singapore Airshow 2024 ngày 20 tháng 2 tại Singapore. Sân bay quốc tế Cam Ranh do ông Jonathan Hạnh Nguyễn là cổ đông chính. Theo thỏa thuận, trong 5 năm tới, CRTC sẽ hợp tác cùng CAI, cải thiện trải nghiệm của hành khách tại sân bay quốc tế Cam Ranh cũng như thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của nhà ga này. Sân bay Changi, Singapore, hơn chục năm qua liên tiếp được Skytrax xếp hạng nằm trong những sân bay tốt, top đầu thế giới. Trước dịch Covid-19, Changi đón hơn 68 triệu lượt khách và là sân bay đông đúc thứ 7 thế giới. Vì thế, hợp tác với CAI, nhà đầu tư, quản lý sân bay Changi, nhà ga quốc tế Cam Ranh sẽ có cơ hội phát triển các công nghệ tiên tiến như hệ thống check-in, xuất nhập cảnh, hoàn thuế giá trị gia tăng tự động. Việt Nam cạnh tranh quốc tế, chúng ta phải phát triển và có những sân bay như Changi, ông Hạnh Nguyễn nói. Nhà ga quốc tế Cam Ranh hoạt động từ tháng 7/2018 và đón 6,5 triệu lượt khách vào 2019 trước đại dịch. Hiện hơn 30 hãng hàng không hoạt động tại đây, kết nối Nha Trang với hơn 100 điểm đến trên thế giới. Đây cũng là cảng hàng không bận rộn thứ tư tại Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu phương án nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ, trong đó tập trung sớm nhất đối với cao tốc quy mô 2 làn xe. Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tại công điện số 16 về đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ, ban hành ngày 21 tháng 2. Công điện nêu rõ, việc sớm đưa vào khai thác các tuyến đường bộ cao tốc đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ nhận định, việc vận hành các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ còn một số hạn chế như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, trong đó có vụ tai nạn xảy ra ngày 18 tháng 2 trên tuyến đường bộ cao tốc Cam lộ La Sơn. Để khẩn trương triển khai các giải pháp hiệu quả, kịp thời, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, tăng cường an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường bộ cao tốc, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Vận tải chỉ đạo nghiên cứu ngay các giải pháp tổ chức giao thông khoa học và kiểm soát tốt nhất các hoạt động giao thông để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ trưởng Giao thông Vận tải rà soát bổ sung đầy đủ, đồng bộ các công trình hạ tầng trên tuyến như hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2024. Theo báo New York Times, những tòa nhà ở Manhattan mang thương hiệu của cựu Tổng thống Donald Trump đang được bán với giá thấp hơn nhiều so với những bất động sản đã xóa nhãn hiệu của ông. Tờ báo đề cập đến dữ liệu bán hàng từ hai công ty theo dõi bất động sản cùng phân tích do nhà kinh tế Steven Van Nieuwenberg của Đại học Columbia thực hiện. Ông Van Nieuwenberg nói với báo New York Times rằng điều này cho thấy các căn hộ mang thương hiệu Trump đã trở thành một món hời trên thị trường bất động sản Manhattan. Ông Andrew Hilton, giám đốc cấp cao về nghiên cứu tại City Realty, tòa nhà Trump Tower trên đại lộ số 5 đã chứng kiến mức giá trung bình trên mỗi foot vuông. Foot vuông bằng 0,092m², căn hộ giảm 49% kể từ năm 2013 đến nay. Ông Hilton nói với tờ báo rằng các yếu tố bao gồm tuổi đời của tòa nhà, sự cạnh tranh từ các căn hộ sang trọng lân cận và các cuộc biểu tình thường xuyên bên ngoài tòa nhà có thể góp phần làm giảm giá trị của nó. Phân tích của công ty City Realty về giá mỗi foot vuông của các căn hộ chung cư trong 7 tòa nhà ở Manhattan vẫn mang tên Trump cho thấy mức giảm 23% từ năm 2013 đến 2023. Atom, một công ty phân tích dữ liệu tài sản, đã sử dụng một phương pháp hơi khác đã xác định mức giảm là 17%. Ngược lại, các chung cư cao tầng trong 4 tòa nhà nơi logo Trump đã được gỡ bỏ theo yêu cầu của người dân đã chứng kiến giá trị của chúng tăng vọt. Theo City Realty, những tòa nhà này đã tăng 9% giá trị từ năm 2013 đến 2023. Phân tích này xác định rõ ràng rằng chính thương hiệu Trump là nguyên nhân gây ra sự suy giảm giá trị bất động sản, ông Van Nieuwenberg nói.
Phân tích của Van Nieuwkerk cho thấy giá trị của các tài sản thương hiệu của Trump đã giảm rất lớn, lên đến 25% so với các tài sản tương tự từ mức đỉnh điểm vào năm 2013. Sân bay Cam Ranh bắt tay với sân bay Changi của Singapore. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe. Bất động sản mang thương hiệu Trump đều bị mất giá. Mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa lên 30-40m. Đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn là tuyến trục chính cửa ngõ nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An, nhưng mặt đường hẹp chỉ 11-14m. Phương tiện lưu thông cao nên đường Nguyễn Văn Bứa kẹt xe triền miên. Đặc biệt, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường này. Ngoài ra, khu vực nút giao cầu lớn trên đường Nguyễn Văn Bứa có nhiều giao cắt phức tạp. Như đường vào cầu phía Long An có một giao cắt với hai nhánh đường An Hạ và ITS 12. Phía cầu thành phố Hồ Chí Minh có hai vị trí giao cắt với hai nhánh đường Đặng Công Bỉnh và Thanh Niên. Khoảng cách giữa các giao lộ gần nhau, mặt bằng nhỏ, nằm trên dốc cầu, các phương tiện chuyển hướng gây các xung đột trong khu vực nút giao dễ dẫn đến nguy cơ tai nạn và ùn ứ. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét bố trí vốn để làm dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ ngã ba Dòng đến cầu tỉnh lộ 9 và xây dựng cầu lớn. Theo đó, đoạn đường Nguyễn Văn Bứa sẽ được mở rộng lên từ 32-40m, đồng thời xây dựng mới một đơn nguyên cầu lớn và cầu tỉnh lộ 9. Mỗi cầu dài 58m, rộng 17,5m, ngoài ra mở rộng cầu tỉnh lộ 9 hiện hữu. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.421 tỷ đồng bằng vốn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh, triển khai giai đoạn 2024-2028, làm đường song hành đường Phan Văn Hớn. Năm 2015, dự án nâng cấp mở rộng đường Phan Văn Hớn dài 8,5 km, rộng 40m, được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh duyệt chủ trương đầu tư thực hiện giai đoạn 2016-2021. Tuy nhiên, công trình chưa triển khai do khó khăn về vốn. Trước nhu cầu cấp bách giải quyết ngập úng và kẹt xe, khu quản lý giao thông đô thị số 3, đây là trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã sửa tuyến đường này theo hiện trạng với chiều rộng 8m, vỉa hè mỗi bên 1,5m. Tuy nhiên, việc này chỉ giải quyết ùn tắc trước mắt bởi đường Phan Văn Hớn dự báo sẽ quá tải trước lưu lượng xe tăng cao. Do đó, việc đầu tư tuyến song hành phù hợp hơn thay vì nâng cấp đường hiện hữu. Việc xây dựng tuyến song hành cũng thuận lợi do đi qua đất nông nghiệp, chưa có nhiều công trình dễ giải phóng mặt bằng. Đường mới khi hoàn thành sẽ giúp chia sẻ lưu lượng với đường hiện hữu, tăng giá trị đất dọc bên. Dự án xây dựng đường song hành Phan Văn Hớn đang được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đầu tư theo hình thức BT, xây dựng, chuyển giao, trả chậm bằng ngân sách theo cơ chế trong nghị quyết 98 của Quốc hội. Nhà đầu tư huy động vốn làm dự án và thành phố Hồ Chí Minh sẽ thanh toán. Sau khi công trình hoàn thành được quyết toán trong khoảng thời gian 5-10 năm, tuyến đường song hành Phan Văn Hớn dự kiến xây dựng từ quốc lộ 1 đến vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh dài 8,5 km, rộng 30m. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 3.720 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố Hồ Chí Minh chi 2.186 tỷ đồng giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư bỏ ra 1.534 tỷ đồng xây dựng, dự án được đề xuất triển khai giai đoạn 2024-2030. Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, trong 86 bị cáo, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ bắt đầu xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ, 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Có 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã và Tòa án Nhân dân TP.HCM đã phát thông báo kêu gọi 5 người này ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Trong 86 bị cáo, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình, gồm bị cáo Trương Mỹ Lan và 11 đồng phạm bị truy tố về tội tham ô tài sản theo khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước bị truy tố tội nhận hối lộ theo khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng.
Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.